Đây là một em khủng long à, kích cơ ha, 900W công suất RMS, công suất thật của nó ha. À, con khủng long này là nó trị những loại súp cứng đầu, súp đánh bát không sâu, bát không mềm. Đây là hàng hàng nồi ha, hàng từ Mỹ về, kích cơ USA đây nè, anh em xem ha. Công suất nó rất là lớn nha anh em. Đây về nó còn bụi luôn nè, nó còn bụi mà mình chưa có vệ sinh, để mình quay cho anh em xem. Nó rất là nặng ha, chiều ngang của nó là đây 20 40, ngang nó 50, nó quýnh những cái súp 40, súp 30 là quýnh vô tư ha, 40 50 là nó nuốt hết. Đây mình quay chi tiết cho anh em xem kích cơ. Đây, nó xài tới ba cầu chì nè, hàng đẹp ha, đồng nó còn sáng với luôn. Đây đây là mặt sau của nó, về còn bụi bụi Mỹ luôn. Đây mình sẽ quay mặt bên hông, đây mặt bên hông của nó anh em thấy không, nó gấu không, rất là đẹp chi tiết nè, còn bụi nè, chưa vệ sinh. Thì cái con này là nó quýnh súp rất hay ha. À, bây giờ mà những cái con này mà giờ kiếm nó không còn nữa đâu. Và cái trọng lượng của nó nặng, tiền ship về rất là mắc, nó nặng lắm. Mà giờ cái thông số của nó ha, nó có đèn điện tử để mình chỉnh cho nó hiển thị ở đây, nút đây, đây và thông gió tản nhiệt ở đây, rất đẹp ha. Về zin vậy nha anh em, không có tân trang, không có dọn gì hết nha. Nè, bề ngang nó khoảng gang tay của mình nè, còn bề dài của nó nè, 2 4 10 nó 5 đó. Một em màng siêu khủng, siêu hiếm, chắc tất cả các loại súp anh em chơi từ nhỏ tới lớn ha. Đồ bát của nó quýnh rất hay ha. Đó, nhìn là mấy cái chạm lo của nó bự 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 không là biết nó hay rồi. Rồi, ok.